chop shallots, some pudding zest, some ponzu sauce, which is kind of Japanese lemon sauce. Ở trong cái miếng taco này thì mình sẽ cho kem chua này, hành khô băm nhỏ này, buda hen là cái phật thủ, cái quả phật thủ, người biết quả phật thủ, cái vị của cái vỏ nó rất là thơm. Ở phía trên thì là xia chín. Xia chín, this one they come from Japan. Loại này cũng được nhập từ Nhật Bản. Kem chua nữa ở phía bên ngoài. Do mà chúng ta sử dụng cái vỏ của cái quả phật thủ này thì là nó sẽ liên kết rất là tốt với cả cái món đồ thứ hai. Món đồ thứ hai là món cá là một số cái thành phần rất là đặc biệt của nó. Và cuối cùng là lớp caviar trên cùng. This caviar produced in Vietnam is very very caviar này thì được sản xuất ở Việt Nam và cái chất lượng rất là tốt. Caviar thì được phân biệt là đã sử dụng loại caviar này khoảng 2 năm rồi, lúc mà ra coriander, and then we just have a little piece of coriander garnish.